Xin chào bạn, tôi Tú Phan đang dẫn các bạn trên trang web lapfankiemtu.com. Thì video này tôi sẽ nói về cái chủ đề kế toán các bạn, kế toán. Thì cái video này là tôi nhằm để lưu cái mục đích là lưu lại cái kiến thức của tôi thôi bạn. Sợ lâu quá tôi quên á. Thì sẵn đây tôi chia sẻ, nếu bạn nào thấy cần thì có thể là xem. Thì đây là những kiến thức mà cơ bản các bạn, cơ bản về kế toán thôi. Nên những bạn nào mà có kiến thức về kế toán rồi rành rồi á thì có thể là bỏ qua không được, để thôi mất thời gian các bạn ha. Rồi thì khi tôi cũng nói luôn là cái việc học kế toán là chúng ta, cái cách học là chúng ta đầu tiên là các bạn phải biết cái tổng quát về cái cách, cái quy trình làm, cái quy trình học các bạn, chứ không nên tập trung vô cái chi tiết của từng phần mới ban đầu á. Nếu mới ban đầu mà bạn tập trung quá vào cái chi tiết mà từng phần á, như là định khoản như thế nào hay là nghiệp vụ sao hay là cái cần có biểu mẫu gì á, thì bạn học được cái phần A thì tới phần B, sau đó bạn học phần C, bạn học phần C là bạn quên phần A và phần B, nó gì đó. Nên cái việc mà học kế toán là ban đầu bạn phải học cái tổng quát trước, như là tổng quát trước cái nguyên cái quy trình, mà nguyên cái quy trình từ đầu tới cuối luôn. Rồi sau khi ta nắm vững được cái quy trình đó rồi thì chúng ta mới bắt đầu quay vào lại học từng chi tiết các bạn, học chi tiết từng phần. Rồi vậy hả bạn, giờ ta sẽ bắt đầu nha. Thì đây là cái sơ đồ tôi vẽ cái đó trên cái phần mềm IMAP thôi, phần mềm mà dễ sơ đồ tư duy á, đơn giản thôi. Nó gì nè, tôi cũng sẽ để cái file này bên dưới cái video này ha, để cái file này bên dưới cái video này trong cái phần mô tả, bạn hãy tải về. Rồi trước khi mà bắt đầu thì tôi sẽ nói sơ luôn là cái này nè bạn. Thì từ đây về sau khi bất kỳ mà bạn làm một cái nghiệp vụ nào đó thì bạn cũng phải phân biệt nó, gán nó vô ha, trong cái này bạn gán nó vô là doanh thu hoặc là chi phí. Tại sao vậy? Thì bạn đã học thì chúng ta sẽ biết được rồi là cái số tiền nào mà chúng ta kiếm được á thì chúng ta là doanh thu, còn số tiền nào chúng ta bỏ ra thì các bạn cứ gán nó lại to là chi phí. Rồi cái kết quả lợi nhuận chúng ta kiếm được tiền á thì bằng doanh thu từ chi phí rồi lợi nhuận, đơn giản đúng không? Rồi nhiều bạn mà xem tới đây thì sẽ nói là cái ông này ông tào lao, ai chả biết cái chuyện mà doanh thu từ chi phí rồi lợi nhuận. Rồi nhưng mà tôi nhắc kỹ một lần nữa ha, là nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà các bạn phải thuộc nằm lòng nó trong đầu. Hồi xưa tôi cũng vậy ha, tôi học nhiều thứ, tôi học chi tiết nghiệp vụ đồ nhiều lắm, nhưng mà tôi chả biết gán nó vô đâu hết. Nhưng mà sau này tôi biết rồi là tất cả mọi hoạt động của doanh nghiệp, tất cả luôn nha bạn, là một là vô doanh thu, hai chi phí, đơn giản vậy thôi. Tại sao vậy? Tại vì á, bạn cứ tưởng tượng giống như là những, thật ra là cái việc kế toán này nè, không nhất thiết là phải doanh nghiệp lớn hay doanh nghiệp nhỏ là mới làm đâu bạn. Thật ra cái việc kế toán này nè, nó trong cái thị trường kinh tế chúng ta thì là, thực ra là một người mà đi bán, tôi giả sử như tôi nói đi bán giấy số ha, tôi không biết kỳ thị gì, nhưng mà ý tôi nói là nói gì cho bạn dễ hiểu. Ví dụ như bán giấy số đi, thì cái tiền mà bạn bán giấy số á, nó là doanh thu, đơn giản vậy thôi. Rồi cái tiền mà để bạn mua cái giấy số ban đầu á, đó là chi phí. Rồi bao gồm luôn là cái tiền mà bạn, cái người đi bán giấy số, người ta phải mua đồ ăn, mua bánh mì hay mua đồ ăn luôn á, thì cái đó cũng tính cho chi phí luôn. Thì tổng số tiền mà đại khái là tổng số tiền mà người ta kiếm được, sau đó người ta trừ cho số tiền mà người ta phải bỏ ra, còn cái phần mà còn dư lại đó chính là lợi nhuận. Nó đơn giản như thôi, là không phải là những cái doanh nghiệp lớn hay là một tổ chức hay là một công ty gì đó, nhưng mà bạn cứ thấy cái việc kế toán là áp dụng vô toàn bộ nền kinh tế chúng ta luôn. Chỉ có điều là chúng ta thấy nó nhỏ nhặt quá nên chúng ta không để ý thôi. Thì bạn nào mà nếu nhà có kinh doanh cửa hàng hay là cái gì đó, thì có miễn có kinh doanh thì bạn nhìn vô thì bạn cứ biết đó là doanh thu trừ chi phí rồi nhận, đơn giản như thôi. Rồi không có cái việc nào mà kinh doanh mà không ngoại trừ cái việc này hết bạn. Rồi chỉ đơn giản như ha, ta phải khoáng độc nhất, phải thống nhất trước cái việc này, nó đơn giản thôi. Nhưng mà tôi nói một lần nữa là các bạn phải nhớ thuộc lòng trong đầu cho tôi, cứ cái nào ra thì phân biệt cho tôi là một là doanh thu hay gì. Nếu không phải doanh thu thì quất nó vô lợi nhuận, mà doanh thu thì tất nhiên là phải dấu cộng rồi, nghĩa là có tiền á, chi phí là bỏ tiền ra là dấu trừ, đơn giản đúng không? Rồi ta biết như vậy đi, rồi ta sẽ bắt đầu tìm hiểu tiếp. Tôi không có nói tới cái vụ mà cân đối tài khoản hay là kết quả kinh doanh hay là tài khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 gì đâu bạn, chưa đâu, những cái đó chúng ta sẽ nói sau. Rồi giờ ta sẽ bắt đầu ha, hiểu được cái việc mà này là cái mấu chốt của vấn đề chúng ta, doanh thu và chi phí. Rồi ta lấy thêm một cái ví dụ nữa cho bạn dễ hiểu ha. Ví dụ như nhà tôi bán tạp hóa đi, rồi thì số tiền mà tôi bán được cho mấy người lại mua các bạn, những cái bạn anh chị nào lại mua thì tôi bán đồ thôi, nó thì toàn bộ số tiền tôi bán được đó là doanh thu, đơn giản thôi. Rồi chi phí là gì ta? Chi phí là gì?
chi phí là là những cái mà tôi phải mua lại của những cái nhà cung cấp á, những cái đại lý tôi mua lại, đó gọi là chi phí. Nó bao gồm luôn cái chi phí mà tiền tôi phải ăn sáng, rồi tiền tôi phải ăn sáng trưa chiều, tiền tôi mua quần áo, nói chung là những cái tiền mà lặt vặt để tôi duy trì được cái việc của tôi á. Tiền điện, tiền nước, tiền tôi thuê, nếu tôi thuê mặt bằng tôi trả tiền thuê mặt bằng, thì nếu tôi thuê thêm nhân viên á, thì đó là tôi trả tiền nhân viên, thấy chưa? Đại khái là toàn bộ những cái chi phí mà ta bỏ ra là dấu trừ, đó là trừ tiền đó, còn thêm cái nào mà ta cộng thêm tiền á là dấu cộng, vậy thôi là doanh thu rồi. Nên các bạn mà tập cái thói quen đi, những bạn kế toán, nói chung là mỗi một ngày chúng ta phải tập cái thói quen đó. Ví dụ như kế toán thì bạn phải nhìn vô cái, nhìn liếc qua cái là bạn biết ở cái ngày đó doanh thu là gì, chi phí gồm cái gì. Chúng ta liếc nhìn qua cái thôi, trong vòng khoảng 1 giây thôi là chúng ta đã biết được là toàn bộ chi phí của cái sự việc đó là như thế nào rồi. Đó là mỗi ngày nó sẽ có một cái ha, giống như làm kế toán. Còn những bạn nào mà làm thiết kế thì nhìn sơ qua 1-2 giây thôi sẽ biết được là thiết kế đó là chia làm 5 phần, 4 phần, mỗi phần nó làm như thế nào, nhìn sơ thôi trong vòng 2-3 giây thôi. Mỗi ngày nó sẽ có một cái đó, thấy bạn. Rồi nên ta, nếu bạn nào đang là học mà chuyên ngành về kế toán thì sẽ phải tập cái thói quen đó ha. Rồi không, ta hay nói là giống như làm nghề nào bị liệu nghề đó gì đó ha, nhưng mà đúng thật ra là vậy. Rồi tất cả những video thì tôi chỉ chia sẻ thật tâm thôi bạn, thật lòng tôi muốn chia sẻ thôi chứ không phải tôi muốn nói nhiều đâu. Ta phải hiểu cái cơ bản, không hiểu được cái quy trình là chúng ta học nó mới dễ. Rồi giờ ta sẽ bắt đầu vào cái quy trình này nè. Chúng ta sẽ bắt đầu từ việc là thành lập một doanh nghiệp nha. Rồi hiện tại giờ thành lập một doanh nghiệp nó rất là đơn giản các bạn, thì bên sở và đầu tư á, bên nhà nước chúng ta đã hỗ trợ chúng ta rất là nhiều rồi, cái quy trình làm dễ lắm. Thì bạn thành lập doanh nghiệp thì bạn cứ lại sở hoạch đầu tư thì bạn cứ xin một cái biểu mẫu á, rồi nhờ ta hướng dẫn điện biểu mẫu thôi. Rồi nói những nghề mà kinh doanh bình thường á, thì không có gì, còn những đặc biệt những nghề mà kinh doanh gọi là có điều kiện hay đặc biệt gì đó bạn, thì bạn phải bổ sung thêm những chứng chỉ nữa, chứng chỉ như của giám đốc hay là của người bán hàng gì đó. Ví dụ như bạn thuốc trừ sâu thì phải có chứng chỉ bán thuốc trừ sâu gì đó. Rồi ví dụ như dược sĩ hay là nói chung những ngành đặc biệt như cao kê rồi đó, nói chung những ngành mà kinh doanh gọi là đặc biệt hay là có điều kiện gì đó thì nó phải bổ sung thêm những giấy tờ nữa. Còn những cái ngành nghề mà kinh doanh thông thường á thì bạn cứ lại xin cái biểu mẫu mà thành lập doanh nghiệp á, ở đó người ta có luôn những cái biểu mẫu về điều lệ nội quy hay là có sẵn hết bạn, điều lệ nội quy hay là cái gì đó, nói chung những cái gì cần mà người ta thật ra là sở kế hoạch đầu tư đều có sẵn hết. Tại vì cái mục đích người ta là sẽ tạo điều kiện cho công dân thành lập doanh nghiệp. Rồi sau khi thành lập doanh nghiệp á, thì tự động nó sẽ có cái biểu mẫu để người ta khai thuế luôn bạn, ta đăng ký tại thời điểm đó luôn, đăng ký tại sở kế hoạch đầu tư luôn, thì sẽ cung cấp cho chúng ta cái thành lập doanh nghiệp tờ khai. Sau khi có được cái tờ hình như là 2-3 ngày bạn, 2-3 ngày á, rồi cung cấp cho chúng ta cái mẫu biểu để chúng ta đi qua bên cái chỗ mà làm con dấu á, nếu là công ty á, công ty doanh nghiệp á, thì đăng ký luôn cái mẫu dấu bạn. Sau khi mà được cái tờ giấy mà sở kế hoạch đầu tư đưa á, thì bạn qua bên những dịch vụ bên ngoài á, làm cũng 2-3 ngày à, hoặc là nhiều khi trong ngày nữa là anh ta đưa cho chúng ta được cái con dấu rồi. Rồi sau khi bạn có hết mấy cái đó thì bạn hỏi thủ tục tiếp, bạn qua bên thuế, bạn đăng ký tờ khai thuế thôi, là để có được cái mã số thuế là xong rồi. Mã số doanh nghiệp thường nó sẽ trùng với mã số thuế sau này. Rồi vậy là xong các bạn, thấy đâu có gì, mình thành lập doanh nghiệp đâu khó đâu đúng không, dễ mà. Quan trọng nữa là cái việc mà vốn điều lệ bạn huy động nữa. Ví dụ như bạn huy động là ta đăng ký nhà nước á, đăng ký là 1 tỷ hay là 500 triệu gì đó, ví dụ vậy, thì theo quy định là bao lâu đó chúng ta phải góp vốn cho đủ, góp góp tiền vô cho nó, gửi tiền các bạn, để tiền vô ngân hàng á cho nó dụ đủ vốn điều lệ. Nếu không là sau bao nhiêu tháng á mà chúng ta không góp cho đủ á, thì nó sẽ không tính cái phần mà chi phí lãi vay cho doanh nghiệp ta. Ta nói thêm nha. Rồi sau khi bạn thành lập được doanh nghiệp rồi á, thì chúng ta sẽ có tiền quỹ. Bạn nạp tiền vào công ty hoạt động thì sẽ có tiền quỹ các bạn. Thì vốn ở đâu có, tiền đâu có, thì một là tiền vốn từ, nếu bạn là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên á, thì là vốn đó của bạn, hoặc là bạn đi vay vay ngân hàng hay vay gì đó cầm cố tài sản của bạn như là đất đai gì đó đó. Nhưng mà nếu là công ty thì tất cả phải là đứng tên công ty hết. Còn sau này bỏ cái vụ mà doanh nghiệp tư nhân, bạn doanh nghiệp tư nhân thì chuyển tất cả lên thành công ty luôn rồi. Nên công ty thì nó sẽ có là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nghĩa là một mình anh bạn, hai thành viên có nghĩa là hai người hay là nhiều thành viên, hay là công ty tổ cổ phần. Cổ phần thì nhiều nhiều cổ đông, bạn bán ra nhiều cổ đông. Nói chung những doanh nghiệp nhỏ thì không nói rồi, những công ty nhỏ thì không nói rồi, còn đa số mà những công ty mà lớn á,
là khỏi nói rồi, ta có quy trình rất là chuẩn rồi, cái bộ phận kế toán người ta rất là chuyên nghiệp rồi. Còn trường hợp này ta đang nói những cái đơn vị bình thường thôi, những doanh nghiệp công ty bình thường mà chúng ta tự mở ra để chúng ta làm ra một cái cơ sở kinh doanh nhỏ nhỏ thôi, có chứng từ hóa đơn để chúng ta khai thuế để chúng ta cung cấp cho đối tác khách hàng á đó. Rồi. Rồi vậy là xong các bạn, xong cái việc thủ tục rồi. Sau khi bạn đăng ký thuế xong luôn rồi á thì bạn sẽ nộp thuế môn bài. Thuế môn bài là cái thuế mà dùng để cho nhà nước lấy cái chi phí để quản lý doanh nghiệp chúng ta bạn, mỗi năm đóng một lần lúc mà đầu năm, hoặc là bạn mới thành lập doanh nghiệp á thì bạn đóng luôn chi phí. Nếu bạn làm trong 6 tháng đầu á thì bạn đóng toàn bộ chi phí của một năm, còn nếu mà bạn làm trong 6 tháng sau á, 6 tháng còn lại là từ tháng 6, tháng 7, tháng 8, 9 trở lên á, thì bạn chỉ đóng phần nửa cái chi phí của môn bài thôi. Rồi tiếp tục ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ hoạt động doanh nghiệp thôi bạn. Thì muốn làm được cái gì đó thì chúng ta phải có tiền, đơn giản vậy thôi, phải có tiền. Rồi ví dụ như tôi nói đơn giản là chúng ta làm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ha, nghĩa là do chúng ta làm chủ sở hữu, chúng ta làm giám đốc luôn. Rồi thì đầu tiên chúng ta phải có tiền. Tiền thì bạn thấy như tôi nói rồi, bạn thấy là nếu chủ sở hữu thì bạn lấy vốn của bạn nộp vô công ty thôi, còn nếu không thì bạn vay vay từ cái tài sản của công ty á, bạn chỉ lấy vốn điều lệ bạn góp vào á là bao nhiêu đó. Rồi thì đầu tiên chúng ta phải có tiền mặt trước ha, như tôi nói rồi, chúng ta sẽ nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, còn nhiều nhiều thành viên á thì bạn các thành viên đó sẽ hùn vốn lại ai có tiền, ai có bất động sản hay tài sản gì đó, tài sản cố định đó, bất động sản đó thì sẽ góp vào. Rồi chúng ta có tiền rồi thì chúng ta sẽ đi gửi tiền ngân hàng các bạn, đơn giản vậy thôi, chứ không lẽ chung có vài trăm tỷ chúng ta để ở nhà, chúng ta sẽ đem đến ngân hàng ta gửi. Thì không chỉ là ngân hàng đơn giản như chúng ta đã biết thôi, cái ngân hàng này chúng ta sẽ là ngân hàng điện tử các bạn. Có nghĩa là sao? Nghĩa là hồi trước các bạn làm cực lắm, nghĩa là mỗi lần mà các doanh nghiệp các bạn mà đi chuyển tiền cho người khác á thì chúng ta phải làm một cái quỹ nhiệm chi, rồi lại ngân hàng đưa quỹ nhiệm chi đó kế toán á. Còn sau này á thì chúng ta không cần đi đâu cho bạn, ta đăng ký ngân hàng đó là có cái tài khoản mật khẩu, thì chúng ta ngồi ở nhà chúng ta đăng nhập vô tài khoản mật khẩu đó, chúng ta chuyển tiền thôi, nó gọi là ngân hàng điện tử. Người khác cũng vậy, cái đơn vị khác cũng vậy, công ty khác cũng vậy, muốn chuyển tiền cho ông ta thì rất là dễ, ngồi nhà bấm vài cái là tự động tiền nó sẽ chuyển từ ngân hàng của bên trả tiền á đến ngân hàng của chúng ta đây là người nhận, rất là dễ đúng không? Cuối tháng thì chúng ta chỉ việc lại cái ngân hàng đó xin cái sao kê cái sổ phụ á, nó sẽ có liệt kê hết tất cả những cái chi tiết giao dịch là xong, đơn giản đúng không? Đơn giản thôi. Rồi là ngân hàng chúng ta sẽ có tiền rồi ha. Là đặc biệt nữa là ngân hàng này các bạn phải đăng ký ngân hàng nè, bạn có đăng ký bao nhiêu ngân hàng điện tử, bạn phải đăng ký với bên thuế nữa, như là công ty các bạn có bao nhiêu ngân hàng á thì bạn phải đăng ký với bên thuế để chi, để thuế nắm cái cán, để sau này mà có cái doanh nghiệp bạn có chuyện gì á thì nó sẽ phong tỏa cái tài khoản của bạn, đơn giản vậy thôi. Rồi sau khi bạn có tiền trong ngân hàng rồi á thì làm sao ta? Rồi thì sẽ chia làm nhiều doanh nghiệp công ty bạn, nó chia làm nhiều loại hình lắm. Đơn giản nhất là thương mại. Thương mại là bạn mua đi rồi bán đi thôi, mua cái gì đó rồi bán cái gì đó, mua cái A sau đó bán lại chữ A thôi ha, mua hàng hóa. Còn doanh nghiệp xây dựng thì nó khó rồi, nghiệp vụ nó nhiều. Đây là, tiếp theo là doanh nghiệp sản xuất. Sản xuất là doanh nghiệp chúng ta mua nguyên liệu về, giống như chúng ta doanh nghiệp mà vải bạn. Ví dụ như là chúng ta mua vải về, sau đó chúng ta cắt ghép may vá gì đó thành một cái thành phẩm là quần áo đó, rồi chúng ta bán ra thị trường hoặc chúng ta xuất khẩu, nó gọi là doanh nghiệp sản xuất. Doanh nghiệp thương mại, sản xuất, xây dựng. Còn doanh nghiệp dịch vụ nữa là những doanh nghiệp đó không có làm ra hàng hóa gì hết nhưng mà cung cấp cái dịch vụ, ví dụ như là du lịch, đâu có làm ra hàng hóa gì đâu, cung cấp là du lịch đi đến cái điểm đó tham quan thôi. Hoặc là những cái doanh nghiệp công ty như là karaoke rồi đó thì chúng ta đâu có làm gì đâu bạn, chỉ là cung cấp dịch vụ tính tiền giờ, ví dụ vậy thôi, nó gọi là những cái ngành nghề phổ biến thôi. Rồi tôi lấy ví dụ giả sử như một cái doanh nghiệp đơn giản như tôi nói thôi, là doanh nghiệp thương mại đi, thương mại là mua đi bán lại thôi. Giả sử như tôi mua cái máy tính giá 100 triệu, sau đó về tôi bán lại giá 120 triệu, ví dụ vậy ha, nó vậy thôi, tiền lời tôi kiếm được là 20 triệu. Nó giống như đây nè, tôi vừa phân tích nè, cái việc mà chúng ta đi mua cái máy tính là chi phí là 100 triệu, cái doanh thu là tôi kiếm được là 120 triệu, trừ ra ra được 20 triệu, 120 trừ 100 là 20 triệu. Tôi chưa nói thêm những chi phí ngoài luồng, chi phí như là tiền thuế, tiền nhân viên, rồi tiền mặt bằng, tiền tùm lum hết á.
nhưng mà đại khái thì cho bạn hiểu ha. Rồi, ta sẽ tiếp tục tới cái phần kho nè. Khi doanh nghiệp mà nãy mà tôi nói mà mua đồ á, mua đồ để bán lại á, thì chúng ta sẽ mua hàng hóa nè bạn, mua hàng hóa như này nè, sẽ bán lại thì mua hàng chúng ta sẽ nhập kho, sau đó chúng ta sẽ đem đi bán, đơn giản như thôi. Mua hàng hóa nè bạn, hàng hóa là 156 gì đó, mua hàng hóa về kho rồi sau đó chúng ta sẽ đem bán, đơn giản thôi, bán cho khách hàng, bán cho khách hàng. Rồi khi bán khách hàng thì làm hợp đồng rõ ràng, cẩn thận vô, ràng buộc các điều kiện. Rồi sau khi mà thường các doanh nghiệp nó sẽ có mẫu hợp đồng sẵn hết trơn bạn, khách hàng, sau đó là khách hàng chúng ta nếu mà thanh toán ngay á thì khách hàng chúng ta sẽ chuyển tiền cho chúng ta, lấy từ cái ngân hàng điện tử của khách hàng á, chuyển cho ngân hàng chúng ta qua điện tử, ngồi ở nhà bấm vài chuột, vài cái lít chuột là xong, chuyển cho ông ta có tiền. Rồi người ta có tiền rồi, người ta sẽ xuất hóa đơn, dễ thôi. Chuyển vô ngân hàng chúng ta bạn, rồi chúng ta sẽ có tiền vô cái ngân hàng chúng ta. Rồi người bán hàng á, người mua hàng á, là khách hàng à, chuyển tiền cho chúng ta vô ngân hàng điện tử rồi á, thì chúng ta sẽ sao nữa, chúng ta kiểm tra tài khoản, nó tin tin á, nó báo trong điện thoại á có tiền rồi á, thì chúng ta sẽ xuất hóa đơn điện tử nè. Thì bạn mua sử dụng hóa đơn điện tử có nghĩa là hồi trước á, hóa đơn á bạn phải là lấy tờ giấy bạn đem ra, đưa máy tính bằng in ra thông tin, ta sử dụng cái phần mềm in á, in hóa đơn á. Rồi sau khi bạn in xong á thì bạn nếu mà có khách hàng đó thì bạn đưa luôn, còn khách hàng ở xa thì chúng ta phải gửi thư đảm bảo á bạn, gửi thư chuyển phát nhanh á đến khách hàng. Rồi thì khách hàng sẽ lấy cái hóa đơn đó để kê khai thuế, đúng không? Nhưng mà sau này chúng ta cũng tương tự như ngân hàng luôn bạn, là chúng ta sử dụng hóa đơn điện tử chứ không có sử dụng hóa đơn in giấy nữa, mất thời gian lắm. Chúng ta sẽ xuất ra cái hóa đơn điện tử đó, rồi sau đó là xuất ra cái file định dạng là PDF hay là XML gì đó, thì bạn gửi mail, lít về cái lít chuột thôi là gửi mail cho khách hàng rồi, khách hàng gửi nhận, mở mail lên là nhận được là ok, lấy cái tờ mail đó là khai thuế, rất là nhanh, dễ đúng không? Rồi đó là trường hợp khách hàng mà trả tiền liền, nghĩa là có tiền á. Trường hợp khách hàng không có tiền thì sao? Khách hàng trả được có một mớ à, đặt cọc được có một chút à, còn số tiền còn lại thì khách hàng nợ ha, thì cái đó cái chúng ta phải mở ra cái sổ là theo dõi cái tiền nợ của khách hàng, gọi là nợ phải thu á. Ví dụ như khách hàng nói mỗi tháng tôi trả 10 triệu, rồi thì cứ mỗi tháng ta thu tiền khách hàng thôi, kèm theo tiền lãi. Đơn giản đúng không? Rồi. Đó là trường hợp chúng ta là bán hàng, còn trường hợp chúng ta mua hàng thì sao? Cái kho này nè. Chúng ta mua hàng thì chúng ta mua là từ nhà cung cấp. Thì nhà cung cấp sẽ bán hàng cho chúng ta vậy thôi. Thì quy trình giống như nãy thôi. Sau khi mà chúng ta mua hàng nè, rồi chúng ta chuyển tiền, chúng ta lấy tiền từ trong ngân hàng chúng ta nè bạn. Ngân hàng chúng ta nè, ta ngược lại cái tiền cho ngân hàng chúng ta trả tiền cho nhà cung cấp, những ta mua hàng á, rồi trả tiền cho nhà cung cấp, nhà cung cấp có tiền rồi á thì nhà cung cấp chuyển tiền là qua ngân hàng điện tử luôn ha, nhà cung cấp cũng phải qua ngân hàng điện tử, nhà cung cấp là có tiền trong ngân hàng điện tử rồi á, có trong ngân hàng rồi á thì sẽ sao? Thì sẽ giao hàng cho chúng ta, giao hàng cho chúng ta vậy thôi, giao hàng chúng ta thì ta lấy hàng đó ta nhập vào kho, rồi kèm theo đó là nhà bán hàng á, thì bán hàng chúng ta nên chúng ta nhà bán hàng sẽ sao bạn, đưa chúng ta hóa đơn rồi vậy thôi, đưa chúng ta hóa đơn này bạn, nhà cung cấp là đưa chúng ta hóa đơn đó. Hồi nãy tôi quên nói các bạn ha, khi chúng ta mà xuất hóa đơn ta bán hàng á, ta xuất hóa đơn thì chúng ta lấy từ hóa đơn điện tử, thì hóa đơn điện tử là chúng ta lấy được này nè, hóa đơn điện tử nè bạn, còn lấy từ đây nè, cái này là hóa đơn của chúng ta ha, chúng ta bán hàng ta đưa cho khách hàng liên đỏ vậy thôi, khách hàng sẽ giữ liên đỏ, còn chúng ta là giữ liên trắng ha. Cái đó người ta gọi là hóa đơn đầu ra, tại vì chúng ta xuất hóa đơn đưa cho người ta mà, rồi đầu ra. Rồi còn khi mà chúng ta mua hàng á thì chúng ta là có hàng hóa, thì chúng ta nhận được hóa đơn của khách hàng đưa, thì người ta gọi đó là hóa đơn đầu vào vậy thôi. Đó, đơn giản đúng không? Thì khách hàng cũng vậy, tương tự vậy, khách hàng cũng sẽ giữ cái nhà cung cấp này giữ hóa đơn trắng, còn đưa chúng ta là cái liên đỏ. Nó đơn giản đúng không? Thường hóa đơn nó sẽ có ba liên, trắng, đỏ và xanh hay gì đó. Nếu chúng ta bán hàng á, thì chúng ta đưa cho khách hàng là liên đỏ, ta giữ liên trắng. Còn nếu chúng ta là người mua hàng á, thì chúng ta sẽ nhận được là cái liên đỏ. Chúng ta là người mua hàng á, thì chúng ta nhận được liên đỏ. Vậy thôi. Rồi. Đó là xong bạn quy trình đó vậy thôi. Chút ta nói lại cái phần khai thuế này sao ha. Ta tiếp tục quy trình đi. Rồi. Thì nếu mà chúng ta mua của nhà cung cấp á, nếu mà chúng ta không có tiền liền thì chúng ta trả. Còn chúng ta chưa có tiền liền á, thì chúng ta thực hiện cái việc nợ. Ta gọi là nợ phải trả. Vậy thôi. Thì chúng ta sẽ kế toán sẽ ghi chú đâu đó là hàng tháng trong phải sale gì đó, hàng tháng sẽ trả tiền cho nhà cung cấp, nợ phải trả. Rồi, đơn giản đúng không? Rồi,
quay lại vấn đề kho chút là đó là hồi nãy là chúng ta làm cái nghiệp vụ đơn giản nhất luôn, là chúng ta sẽ mua hàng xong nó bán hàng lại, là hàng hóa đây là 156 gì đó. Rồi còn trường hợp khó hơn là chúng ta mua nguyên liệu, chúng ta về chúng ta tự làm ra thành phẩm là 155 hay gì đó để chúng ta nhập kho đó. Rồi thì cái mà là doanh nghiệp này gọi hay gọi là doanh nghiệp sản xuất các bạn, nghĩa là chúng ta mua nguyên liệu về chúng ta sản xuất ra thành phẩm. Nguyên liệu thì bạn mua, ví dụ như tôi nói doanh nghiệp sản xuất quần áo đi, thì mua gì đó, chỉ gì đó nguyên liệu, sau đó chúng ta sẽ thuê nhân công, để may lại, sau đó chúng ta sẽ thuê nhà xưởng đó, ta thuê gì nhà xưởng thì nguyên liệu là 152 đó, nhân công là gì đó tự nhiên tôi quên rồi, rồi nhân công rồi nhà xưởng các bạn, tất cả những cái chi phí đó tập tập hợp lại thành thành phẩm, ta phân bổ thành thành phẩm, nói chung là tất cả cái chi phí này nè ta phân ta tổng hợp lại ra được thành phẩm, thành phẩm sau đó chúng ta sẽ nhập kho, rồi nhập kho rồi chúng ta sẽ bán hàng vậy thôi. Rồi à, đơn giản đúng không, nó sẽ còn thêm những cái trường hợp là những doanh nghiệp xuất khẩu với xây dựng nữa, thì cái đó thì từ từ nói sau ha. Rồi tiếp tục thì doanh nghiệp chúng ta là sẽ mua, muốn hoạt động á, thì doanh nghiệp chúng ta sẽ mua thêm những cái công cụ dụng cụ hay là tài sản cố định. Công cụ dụng cụ là sao ta, là những cái nào mà không phải tài sản cố định là công cụ dụng cụ hết. Rồi vì tài sản cố định là gì ta, tài sản cố định là những cái gì mà nó trên 30 triệu và cái thời gian sử dụng của nó là trên, tự nhiên tôi quên rồi ta, tài sản cố định là cái số tiền nó là trên 30 triệu và thời gian sử dụng như là trên 3 năm hay 5 năm gì đó tự nhiên tôi quên này, thì tùy theo thời kỳ bạn kiếm, bạn lên trên Google bạn đánh từ khóa điều kiện để đủ thành tài sản cố định là gì thì nó sẽ ra cái đó thôi. Rồi khi là tài sản cố định á thì sao, khi tài sản cố định á thì chúng ta sẽ gọi là khấu hao, công cụ dụng cụ người ta gọi là phân bổ vậy thôi. Tài sản cố định là khấu hao ha. Rồi nãy tôi quên nói các bạn là mỗi nghiệp vụ á các bạn phải phân biệt cho tôi là cái nào là doanh thu, nào là chi phí, tôi quên nói nữa, tôi quên ha, tôi nhắc lại nãy, ví dụ như tôi bán hàng đi thì cái tiền ta thu được đó là doanh thu, rồi còn khi người ta mua hàng á thì cái chi phí mà người ta bỏ ra để mua hàng gọi là chi phí hết, đơn giản đúng không, như tôi nói rồi ban đầu đầu của video tôi nói rồi, tất cả mọi việc nghiệp vụ của bạn á các bạn phải nhẩm trong đầu là cái nào là doanh thu, nào là chi phí vậy thôi. Rồi đây khi bạn mua hàng hóa thì đó là chi phí, bán hàng thì có tiền là doanh thu, thành phẩm này cũng vậy, khi mà bạn mua nguyên liệu hay thuê nhân công thuê nhà xưởng gì đó thì cái đó là chi phí hết. Rồi tài sản cố định em gì, bạn mua nhà để bạn làm văn phòng công ty á thì cái đó là chi phí bỏ ra thì đó là tài sản cố định thì nó sẽ khấu hao. Nghĩa là sao, nghĩa là tài sản cố định á thì ví dụ như bạn mua cái tài sản là một cái nhà đó đi, một cái đất với nhà đó là 10 tỷ, 10 tỷ thì không tính, chúng ta không thể nào mà vô cái chi phí liền 10 tỷ được, không làm gì được bạn, làm gì thì chúng ta sẽ bị lỗ liền. Rồi nên chúng ta sẽ phân bổ ra, xin lỗi, chúng ta sẽ khấu hao ra, ví dụ như cái nhà đó là khấu hao là 20 30 năm gì đó thì bạn lấy tổng số tiền bạn mua cái nhà đó bạn chia ra thì cho năm rồi chia ra cho tháng, đơn giản đúng không, nó đại khái vậy thôi cho bạn hiểu hình dung thôi, còn chi tiết cụ thể chính xác như nào chúng ta phải xem trong thông tư nghị định nó quy định tại từng thời điểm. Ví dụ như các bạn mua cái miếng nhà với đất đó là 10 tỷ dùng trong 20 năm, khấu hao 20 năm 30 năm gì đó theo quy định ha, đó thì bạn chia cho số năm, mà sau đó số năm bạn chia cho số tháng thì mỗi tháng bạn khấu hao nó, thì cái tiền khấu hao nào chúng ta sẽ tính vào chi phí, đơn giản đúng không, tôi nói rồi tất cả mọi nghiệp vụ phải tính vào chi phí hoặc là doanh thu. Rồi tương tự vậy công cụ dụng cụ là những cái gì mà không xếp được vào tài sản cố định á thì chúng ta sẽ tính vào trong công cụ dụng cụ, ví dụ chúng ta mua cái máy điều hòa hay là tài sản cố định này chúng ta hay là chiếc xe hơi các bạn, chiếc ô tô á. Rồi công cụ dụng cụ là chúng ta mua những cái gì mà không được tính vào tài sản cố định á thì chúng ta ghi là công cụ dụng cụ, chúng ta coi theo nghị định quy định thông tư gì đó thì chúng ta sẽ mới biết được là công cụ dụng cụ là những gì ha. Rồi ví dụ như tao mua cái máy điều hòa hay là cái tivi đi, ví dụ vậy, rồi tao sẽ phân bổ nó cũng tính vào chi phí luôn y chang trên thôi bạn, ví dụ như cái này nó sử dụng được trong vòng 2 năm rồi thì tao lấy tổng giá trị của nó, giả sử tao mua cái này là cái máy tính tao đi, tao mua 15 triệu rồi tôi sẽ phân bổ vô chi phí tôi là 1 năm hoặc là 2 năm gì đó tùy, ví dụ 1 năm đi, rồi thì sau đó tôi sẽ chia đều cho 12 tháng để ra được 1 tháng tôi trừ vô chi phí là bao nhiêu, phân bổ là bao nhiêu, bạn thấy chưa,
tất cả mọi nhiệm vụ. Tôi nói lần nữa là bạn phải quy nó vô doanh thu hoặc là chi phí trong đầu của bạn, phải hiểu cái chuyện đó. Tại vì sau này á, những bạn mà đời sau này á thì làm rất là khỏe, tại vì ta có thể sử dụng những cái phần mềm kế toán hỗ trợ chúng ta như là MISA, MISA là thông dụng, hay là FAST, hay là TS24 gì đó. Đó, nhưng mà chúng ta phải hiểu được là tính chất của vấn đề. Rồi. Rồi xong rồi cái phần kho ha. Có tiền rồi, kho mua hàng, bán hàng rồi, nợ rồi. Nào phải trả, nào phải thu rồi. Tới cái phần trả lương. Phần thuế nó sau cùng đi. Phần trả lương. Rồi thì khi bạn làm á, thì bạn phải thuê nhân viên thì bạn trả lương thôi. Đơn giản đúng không? Rồi trả lương. Thì bạn trả lương thì bạn phải trả tiền mặt. Nhưng mà thường sau này kiếm ít khi nào trả tiền mặt các bạn. Doanh nghiệp một hai người thì trả được thôi. Doanh nghiệp mà cả vài ngàn người á, đâu trả tiền mặt được, thì chúng ta sẽ chuyển tiền qua tài khoản ATM hay gì đó. Rồi thì chúng ta lập ra cái danh sách để chúng ta đưa cho ngân hàng, rồi tự động ngân hàng nó sẽ phân bổ số tiền chúng ta vô cho từng tài khoản của nhân viên, ngân hàng chuyển từ ngân hàng điện tử nè bạn, vô tiền lương nó vậy thôi. Rồi thì nếu như mà cái chuyển, ví dụ như mà lương người đó 10 triệu, chúng ta chuyển cho 10 triệu thì quá đơn giản rồi, không có gì để nói, kế toán không có gì phải làm. Nhưng mà cái này á, chúng ta còn phải có những cái khoản khác, như là phải thuế thu nhập cá nhân, các khoản bảo hiểm xã hội. Rồi tới đây nó có liên quan tới phần thuế nè. Thuế nhập cá nhân là sao ta? Như là những người nào mà có thu nhập cao, bạn sẽ chịu phần thuế đó. Làm sao biết thu nhập cao? Thì nó có quy định đó bạn, có quy định thông tư nghị định gì đó, thì bạn tự tìm hiểu thêm. Thì sau khi bạn trừ đi những cái khoản mà được phép trừ đó, như là cái tiền mà bạn phải sinh hoạt hàng tháng của bạn đó, như là 9 triệu gì đó, rồi trừ đi cho những cái người phụ thuộc, ví dụ như là những mẹ già hay là những người lớn tuổi mà không có thu nhập á, đại khái là vậy ha. Cái đó bạn phải đọc kỹ trong những cái thông tư, nó quy định rất là rõ. Rồi thì sau khi chúng ta trừ hết những cái khoản đó ra, thì phần còn lại là cái phần tiền chúng ta phải đóng thuế bạn, đơn giản vậy thôi. Nếu cái phần còn lại mà các bạn số dương á, thì bạn phải đóng thuế, còn số âm thì thôi, nghĩa là số tiền nó ít hơn cái số tiền quy định chung á. Ví dụ như là mỗi cá nhân chúng ta được 9 triệu hàng tháng á, trên 9 triệu thì bạn phải đóng 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 tiền thuế vậy thôi, lấy cái phần mà trên 9 triệu á. Rồi đơn giản ha, này là đang là cái video đầu, tôi chỉ nói những cái khái quát chung thôi, còn những video sau từng phần á, thì chúng ta sẽ vô chi tiết, vô tính toán con số cụ thể, kế toán mà phải ra con số chính tiết, xin lỗi, con số mà chi tiết cụ thể từng 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 đơn vị luôn. Rồi đại khái tiền lương là nếu mà những ai mà có thu nhập cao thì chúng ta sẽ đóng tiền thuế vậy thôi. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta còn, các bạn hay nghe nói là cái việc đóng tiền bảo hiểm xã hội nữa. Bảo hiểm xã hội là sao ta? Là cái công việc mà của nhà nước mà quy định á, để sau này các bạn mà có về hưu á thì bạn sẽ có, nó sẽ bao gồm nhiều khoản con bên trong đó bạn. Ví dụ như là nữ á, thì có chế độ sanh đẻ. Ví dụ như bạn nữ mà nghỉ hậu sản hay được được nghỉ 6 tháng hay gì đó, 6 tháng hay 7 tháng, 9 tháng gì đó tôi quên, là như là 6 tháng, thì em lại nghỉ rồi không có tiền đâu ăn cơm, thì chúng ta sẽ lấy đâu, có lấy từ tiền bảo hiểm xã hội ra các bạn. Như là theo quy định hiện tại á, thì từ từng thời điểm nó sẽ có cái mức quy định riêng các bạn, như là 70 80% hay gì đó của mức tiền lương mà chúng ta đóng á, đơn giản vậy thôi. Đó là cái đơn giản cho bạn hiểu là hỗ trợ những cái trường hợp đặc biệt đó, ví dụ như nữ là sanh đẻ, rồi những trường hợp như là tai nạn nghề nghiệp, tai nạn lao động rồi đó. Rồi trường hợp mà bạn có bảo hiểm thất nghiệp, nghĩa là bạn thất nghiệp trong thời gian là 1 2 tháng đầu đó, bạn được tiền lương bao nhiêu phần trăm tiền lương à, bạn thấy chưa? Rồi vì khi bạn về hưu á, bạn về già, bạn hết tuổi lao động á, là nam bây giờ nó có quy định tuổi độ tuổi mới rồi, nhưng mà tôi nhớ hồi trước là nam 60 nữ 55, mà như là nữ nó tăng lên mấy rồi, 57 hay vậy? Nam 62 rồi, nghĩa là bạn về hưu á thì bạn sẽ được bao nhiêu phần trăm tiền lương của bạn vậy thôi. Đó là những cái chính sách mà người ta hay nói dùng cái từ là bảo hiểm xã hội. Còn còn trong bảo hiểm xã hội này nó gồm thêm một cái phần gọi là bảo hiểm y tế nữa. Như là bạn đi khám bệnh á, thì bạn để được cái thẻ bảo hiểm y tế đối với những người mà đi làm á. Cho nên thực ra là tất cả những cái điều khoản mà tôi mới vừa nói các bạn á, là nó người ta gọi tắt chung là bảo hiểm xã hội. Các bạn, nó bao gồm hết những cái phần đó, nhưng mà chi tiết thì tôi quên rồi. Nhưng mà đại khái nó gồm nhiều thứ bên trong lắm, ví dụ như là chế độ sinh đẻ nè, rồi bảo hiểm y tế, rồi kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, hưu trí rồi đó, nó bảo hiểm tai nạn rồi đó. Rồi thì cái phần mà bảo hiểm đó thì lấy từ đâu ra, ai ai nộp tiền đó cho nhà nước, thì nó sẽ chia làm hai phần các bạn. Nhà nước sẽ quy định là cái số tổng cộng, ví dụ như tổng cộng của cái phần bảo hiểm xã hội này là 40% đi, thì nhà nước cũng sẽ quy định là nhân viên
phải đóng một phần, doanh nghiệp phải đóng một phần. Ví dụ như là tôi ví dụ ra con số chính xác thì tôi không nhớ. Ví dụ như là bảo hiểm xã hội này nè, là phải đóng 40% tiền lương ví dụ nha. Thì trong đó người lao động là tiền lương, người lao động là phải bỏ ra 10%. Còn lại 30% đó là doanh nghiệp phải bỏ ra đóng. Tôi lấy ví dụ đi ha. Số chính xác thì các bạn tự tìm hiểu theo thông tư nghị định. Đó. Thì cái tổng cộng giữa tiền lương của người lao động trích ra và cái tiền của doanh nghiệp đóng cộng lại được 40% đó thì sẽ sao? Sẽ nộp cho nhà nước. Đơn giản thôi, đúng không? Để khi mà người lao động mà có vấn đề gì đó thì nhà nước sẽ lấy lại cái số tiền đó chi lại ngược lại. Những trường hợp mà tôi mới vừa nói với bạn, những trường hợp không may á, như là có bị tai nạn hay là gì đó, hay là thất nghiệp đó, về hưu rồi sanh đẻ rồi đó. Rồi. Rồi đó, bạn hiểu được cái quy trình ha. Rồi khi mà lấy gì thì chi phí vô đâu? Nếu mà doanh nghiệp chi vô tiền lương thì cái tiền lương, toàn bộ tiền lương này tính vô chi phí doanh nghiệp. Rồi. Còn doanh nghiệp đóng cái tiền bảo hiểm xã hội mà cái phần của doanh nghiệp là 30% á, còn thì cái phần 30% đó là sao? Cũng tính vô chi phí doanh nghiệp luôn. Thấy chưa? Thì tôi nói các bạn đó rồi, bạn phải thuộc lòng cho tôi cái câu này. Tất cả mọi chuyện phải phân biệt rạch ròi là doanh thu hay là chi phí. Đơn giản vậy thôi. Còn cái nào lớn hơn á thì nó ra lợi nhuận. Còn mà doanh thu mà bé hơn chi phí là ra lỗ, vậy thôi. Rồi. Thì đây là tiền lương là chi phí nè. Doanh nghiệp phải đóng tiền bảo hiểm xã hội cho nhân viên là 30%, ví dụ vậy ha, thì tính vô chi phí. Còn cái phần mà trích từ tiền lương của nhân viên mà lấy đóng tiền bảo hiểm xã hội á, thì không nói gì rồi, tại vì chúng ta đã tính nguyên cái cục tiền lương của nhân viên vô chi phí luôn rồi. Rồi, đó là xong ha. Xong có những cái vụ mà quỹ tiền nè, kho nè, hóa đơn nè, tiền lương nè, hợp đồng lao động nè, công nợ nè. Rồi chúng ta sẽ tới cái phần thuế. Thường thì nếu doanh nghiệp mà nhỏ nhỏ đơn giản bình thường á, thì chúng ta sẽ có cái toán nội bộ thôi. Còn thuế thì thuê những cái doanh nghiệp ngoài cho nó chuyên nghiệp. Còn nếu không thì doanh nghiệp thuê kế toán làm luôn cái việc thuế này luôn cũng được, những doanh nghiệp nhỏ thôi. Rồi doanh nghiệp lớn thì có thể là thuê những đơn vị kế toán chuyên luôn, làm nó mau mà nó chuyên nghiệp. Tại vì người ta quen về cái nghiệp vụ đó, làm việc kia bên thuế cho nó nhanh gọn nữa, quyết toán thuế cho nó nhanh gọn. Thì thuế thì sau này nó sẽ dùng từ thuế điện tử nữa bạn. Tại sao vậy? Cái phần này nó nhiều thứ lắm, nhưng mà tôi cũng không có nhiều thời gian để nghiên cứu tìm hiểu thêm nữa. Thuế điện tử là sao? Nghĩa là hồi trước thuế thì chúng ta phải in ra tờ giấy, chúng ta đem lại chi cục thuế, chúng ta nộp. Sau này thuế thì nó có phần mềm thuế gọi là HTKK đó, hỗ trợ kê khai đó. Thì bạn chỉ việc là nhập cái dữ liệu lên trên cái phần mềm đó, rồi sau đó chúng ta lít về cái lít chuột là xuất ra được cái tờ khai thuế, chúng ta nộp thôi, nộp lên trên mạng á. Nộp lên trên mạng qua cái trang web là nộp tờ khai. Nó cũng giống như ngân hàng điện tử nè bạn. Ngồi ở nhà lít về cái lít chuột là xong rồi. Nó không cần đi đến chi cục thuế đâu, mất thời gian lắm. Rồi. Thì thuế thì thường nó sẽ có một số cái thông dụng bạn. Có một số cái mà chúng ta thường hay gặp là thuế môn bài. Như nãy ta nói rồi á, là doanh nghiệp mà mới thành lập á thì nó sẽ có thuế môn bài, hoặc là đầu năm. Đầu năm thì chúng ta sẽ đóng thuế môn bài gì thôi, năm đóng một lần. Rồi. Nó sẽ chia làm nhiều mức ha, không phải doanh nghiệp nào cũng đóng cùng một số thuế. Thì theo cái hướng dẫn của nhà nước á, thông tư á, nó là phân biệt ra 4-5 loại vậy, 3-4 loại vậy. Mỗi doanh nghiệp thì nó sẽ đóng một loại mức thuế môn bài, thì cũng ít thôi bạn, 2-3 triệu gì thôi, 2-3 triệu, 4 triệu, 1 triệu gì thôi. Rồi những cái thuế cơ bản chúng ta, thuế thì nó tới 7-8 loại thuế rồi bạn. Nhưng mà đây là những cái cơ bản thôi, là thuế gia tăng, thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp. Rồi, thuế gia tăng là bạn, thuế gia tăng là thuế gì? Nghĩa là cái số tiền mà bạn phải bán đóng tiền thuế trên cái số tiền mà như cái này bạn. Như hồi nãy chúng ta bán hàng thì chúng ta xuất hóa đơn đầu ra. Nghĩa là chúng ta xuất hóa đơn mà ta đưa cho khách hàng á, ta gọi là hóa đơn đầu ra nè bạn. Nè bán hàng nè, đưa cho khách hàng. Thì chúng ta xuất hóa đơn rồi. Hóa đơn ha. Giống như hóa đơn chúng ta. Rồi khi chúng ta mua hàng thì chúng ta có hóa đơn đầu vào. Vậy thôi nè, ta mua từ hàng nè, có hóa đơn đầu vào. Rồi. Thuế tăng thì bạn lấy cái hóa đơn đầu ra chia đầu vào hết. Đơn giản đúng không? Bằng thuế mà đầu ra gì, hóa đơn đầu ra ví dụ như là 20 triệu đi, mà hóa đơn đầu vào chúng ta là 15 triệu. Rồi bằng lấy đầu ra chia đầu vào là ra nhiêu? 20 trừ 15 ra được 5 triệu. Rồi số thuế gì tăng ta phải nộp cho nhà nước là 5 triệu. Đơn giản vậy thôi. Rồi còn trường hợp mà ví dụ như đầu ra chúng ta có 15 triệu thôi, đầu vào tới 20 triệu, thì làm sao? Thì chúng ta được khấu trừ lại 5 triệu, ta tích lũy qua cho cái tháng sau. Ta nói lại ha, trường hợp ví dụ như hóa đơn đầu ra chúng ta là 30 triệu, đầu ra nè 30 triệu,
thì đầu ra chính là số thuế chúng ta phải nộp cho nhà nước nè, 30 triệu. Rồi đầu vào chúng ta mua, mua đâu có đơn đầu vào là khách hàng đưa chúng ta là nhà cung cấp đưa cho chúng ta nè, chúng ta mua có đơn đầu vào là mua hàng hóa thì được nhà cung cấp đưa chúng ta có đơn đầu vào bằng 20 triệu. Rồi thì cái mà phải nộp cho nhà nước là 30, cái được khấu trừ là đầu vào đó thì bạn trừ lại với nhau 30, nghĩa là đầu ra nè bạn, đầu ra chúng ta bán hàng á thì cái tiền thuế là 30 triệu, còn cái đầu vào á ta mua hàng hóa cái hóa đơn là 20 triệu. Rồi bạn lấy 30 bạn trừ cho 20, tại vì 30 là cái phần chúng ta phải nộp nhà nước, 20 là chúng ta được khấu trừ. Rồi thì tổng cộng lại là chúng ta với 30 chia 20 ra là 10, là chúng ta phải nộp cho nhà nước là nhiêu, 10 triệu, đơn giản như thôi. Rồi còn ngược lại sao ta, ngược lại ví dụ như cái là chúng ta bán hóa đơn chỉ có 10 triệu thôi, hóa đơn mà đầu ra ta bán hàng á tiền thế chỉ có 10 triệu thôi, nhưng mà cái đầu vào á chúng ta mua hàng quá tới 20 triệu lần. Rồi thì bạn lấy 10 mà trừ 20 đó, như bạn ra được trừ 10 đúng không, trừ 10 đó thì chúng ta sẽ được lưu lại cái thuế lỗ đó, ta được lưu lại, ta gọi là thuế được khấu trừ đó, thì ta sẽ lưu lại đến chi, để qua tháng sau ta dùng tới, đơn giản đúng không, đơn giản thôi. Tại vì cái số thuế mà chúng ta nộp là 10 triệu mà số thuế chúng ta mua đầu vào được khấu trừ là tới 20 lần, thì chúng ta lấy 10 trừ 20 ra được trừ 10, được trừ 10 nếu là số dương đó, thì là cái số tiền thuế ta nộp bên này nó được là số âm, số âm là trừ 10 bạn, thì chúng ta được khấu trừ qua tháng sau, như là tháng sau chúng ta được khấu trừ được thêm 10 triệu nữa, là cái số này là không có khấu trừ được 10 triệu, đơn giản ha. Rồi đó là trường hợp chúng ta làm thuế gọi là thuế thông dụng, nhất là thuế giá trị gia tăng á, thuế gia tăng. Nó còn thuế gia tăng nó còn một cái từ là thuế, cái thuế mà tôi đang nói bạn là thuế gia tăng khấu trừ, nó còn có một cái là thuế nữa là thuế gia tăng trực tiếp. Trực tiếp là sao, nghĩa là bạn bán bao nhiêu á thì nó cái nhà nước quy định sẵn cái mức bao nhiêu phần trăm luôn mà. Ví dụ như bạn bán cái hóa đơn 100 triệu thì nhà nước quy định sẵn luôn là cái hóa đơn 100 triệu đó là phải nộp thuế nhà nước là 1%, 2% hay là 3% hay là 5% gì đó. Đơn giản như thôi, nó tính sẵn gì luôn. Đơn giản ha. Như là giả sử như bạn bán hàng hóa cho nhà, cho bên khách hàng nè, là cái hóa đơn đó là 100 triệu. Rồi bạn kê khai thuế gia tăng theo pháp khấu trực tiếp. Hồi nãy tôi nói là pháp khấu trừ. Khấu trừ là bán ra trừ mua vào. Còn theo pháp trực tiếp đó là bạn bán 100 triệu thì nhà nước quy định là bạn phải chịu thuế 1% trên cái hóa đơn đó. Thì bạn lấy 100 triệu nhân 1 thôi là 1%, 1 triệu, dễ đúng không? Có khi là 1, có khi là 2, có khi là 3, có khi là 5. Cụ thể là bạn muốn biết là khi nào là 1, khi nào 2, khi nào 3, khi nào 5 á, thì bạn phải xem thông tư nghị định, nó quy định rõ bạn. Những cái nào mà doanh nghiệp nào mà sản xuất hàng hóa gì đó là 2, 3, gì đó, 1 gì đó. Còn những doanh nghiệp nào làm dịch vụ là 5. Nó quy định rõ chưa, nhà nước quy định rõ chưa. Rồi, thì cái thuế này nãy tôi ghi thiếu ha. Cái thuế này chúng ta là thuế gia tăng khấu trừ, có hai loại ha, thuế gia tăng khấu trừ. Loại thứ hai là gọi là thuế gia tăng trực tiếp. Nó hai loại. Này nó ngắn quá, tôi sẽ lo cho nó dài ra một tí. Các bạn nhớ cho kỹ ha, tới môn bài thuế gia tăng khấu trừ trực tiếp. Rồi thuế nhập cá nhân thì tôi vừa nói các bạn nãy trên rồi. Đây nè. Thuế nhập cá nhân thì thế này á, là chúng ta sẽ trích sẵn tiền lương của nhân viên luôn, nghĩa là ví dụ như nhân viên là lương là 20 triệu đi, thì chúng ta trích sẵn luôn là trích là bao nhiêu đó, thì nó sẽ có công thức tính, công thức tính ha. Giả sử chúng ta tính được là 2 triệu đi thì chúng ta sẽ đưa cho nhân viên có 18 triệu thôi, nhưng mà chúng ta sẽ nói cho, báo cho nhân viên biết là tiền lương là 20 triệu nhưng mà đưa có 18 triệu thôi, còn 2 triệu là đã đóng tiền thuế thu nhập cá nhân. Ví dụ ha, tôi ví dụ vậy thôi cho bạn hiểu, chứ con số là không có chính xác đâu. Đó, thì bạn lấy cái tiền 2 triệu đó bạn nộp cho nhà nước. Rồi vậy thôi, là thuế nhập cá nhân. Rồi. Cuối cùng là thuế thu nhập doanh nghiệp các bạn. Thuế nhập doanh nghiệp, nghĩa là doanh nghiệp các bạn mà sau khi mà làm xong cái bước là doanh thu nè, trừ chi phí để được cái lợi nhuận. Cái này không phải dùng từ lợi nhuận bạn, nó chính xác ra người ta gọi là cái từ là lợi nhuận trước thuế. Nghĩa là lợi nhuận trước thuế nè. Sau đó bạn nhân cho 20%. Hình như là bây giờ còn 20, hồi trước là 28% á. Hình như giờ còn 20 không ta, lâu quá tôi quên rồi. Nói chung là nhân cho phần thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh thu từ chi phí là lợi nhuận trước thuế. Lấy cái lợi nhuận trước thuế là bạn nhân cho cái thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp của bạn á. Ví dụ như 20% ha, đây là lợi nhuận là tôi ví dụ ha, tôi ví dụ thôi. Ví dụ như lên được cái lợi nhuận này gọi là lợi nhuận trước thuế, bạn nhân cho 20% tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.
cái mức bao nhiêu thì tùy theo nhà nước quy định ha, nhưng mà thì tôi nhớ không lầm là 20 á, 20, 22, 25 gì đó tùy. Rồi, bạn nhân ra ra được cái kết quả thì ta gọi là lợi nhuận sau thuế. Cái đầu người ta sẽ gọi là lợi nhuận trước thuế mà. Lợi nhuận trước thuế nhân 20% ra được là nhân 20% sẽ ra được lợi nhuận sau thuế vậy thôi. Dễ ha. Nó vậy thôi. Doanh thu trừ chi phí ra được lợi nhuận. Lấy cái phần lợi nhuận nhân 20%. Lợi nhuận nhân 20% ra được cái phần thuế phải nộp lộn. Rồi sau đó bạn lấy lợi nhuận trước thuế trừ cho cái phần thuế phải nộp ra được lợi nhuận sau thuế. Các bạn, này tại tôi viết tắt thôi. Tôi viết tắt ha bạn. Doanh thu trừ chi phí ra được lợi nhuận. Lấy lợi nhuận trước thuế bằng nhân 20% ra được số tiền thuế phải nộp. Sau đó bạn lấy cái số tiền lợi nhuận trước thuế nè bạn. Lợi nhuận trước thuế trừ cho tiền thuế ra được lợi nhuận sau thuế vậy thôi. Lấy lợi nhuận trước thuế trừ trừ tiền thuế. Này tôi xuống hàng đi. Cái gì các bạn dễ hiểu lầm lắm. Rồi, lợi nhuận trước thuế trừ cho tiền thuế phải nộp nhà nước á thì sẽ ra được là lợi nhuận sau thuế vậy thôi. Này là lợi nhuận trước thuế mà. Rồi, thuế bằng gì? Thuế thuế bằng lợi nhuận trước thuế nhân 20%. Nó đơn giản vậy thôi. Tại ban đầu là tôi muốn cho các bạn hiểu cái việc mà đơn giản á, nên tôi không ghi nhiều. Nhưng mà nếu chúng chính xác thì chúng ta phải ghi như vậy. Như là ban đầu là doanh thu trừ chi phí thì sẽ ra được lợi nhuận. Nó là nhận trước thuế, nghĩa là nhận mà chúng ta chưa có nộp tiền thuế gì chứ. Rồi sau khi chúng ta có được cái lợi nhuận đó, chúng ta sẽ đem đi nhân cho 20%. Con số cụ thể thì bạn xem trên thông tư tại điểm hiện tại ha, 20 hay 15 hay là 22 gì đó. Thì bạn nhân cái phần mà quy định nhà nước á, rồi thuế thu nhập doanh nghiệp á, thì nó sẽ ra được cái số tiền thuế phải nộp. Đó là thuế thu nhập doanh nghiệp ha. Đang nói cái này là thuế thu nhập doanh nghiệp. Tại thôi nó nhiều loại thuế bằng lộn, thuế thu nhập doanh nghiệp. Rồi. Sau đó là bạn có tiền thuế rồi, bạn lấy cái lợi nhuận trước thuế là bạn trừ cho cái tiền thuế thu nhập doanh nghiệp này nè. Sẽ ra được cái phần lợi nhuận sau thuế. Lợi nhuận sau thuế là lợi nhuận cuối cùng luôn nè bạn. Rồi, đơn giản đúng không? Đó. Thì tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là chúng ta lấy lợi nhuận trước thuế nhân cho cái thuế suất 20 hay là 18 hay là 22 đó. Sẽ ra được cái phần thuế thu nhập doanh nghiệp. Rồi, tất cả những cái này nào sau khi bạn tính được cái tiền thuế á, thì bạn bạn nộp tiền thuế thôi, tính được cái mức thuế bao nhiêu á, thì sau đó là các bạn sẽ nộp tiền thuế. Thì hồi trước chúng ta phải lấy tiền chúng ta đem nộp, sau này chúng ta dễ lắm, chúng ta ngồi ở nhà chúng ta bấm vài cái lít chuột sử dụng cái hóa đơn điện tử nè bạn, sử dụng cái lộn xin lỗi bạn sẽ lấy cái ngân hàng điện tử nè, bạn lít vài cái lít chuột bạn chuyển tiền từ cái ngân hàng điện tử mình qua bên cái tiền của kho bạc là xong, đơn giản đúng không? Bạn chỉ cần lấy cái mở cái trang web mà của ngân hàng điện tử bạn lên á, rồi bạn nhập đăng ký tài khoản mật khẩu vô, sau đó bạn chuyển tiền cho kho bạc rồi là xong, là chúng ta đã nộp xong cái tiền thuế. Thì nó có nhiều loại thuế lắm, sau này bạn sẽ học thêm nhiều loại thuế như là thuế xuất nhập khẩu nè, những doanh nghiệp nào chuyên xuất nhập khẩu thì có thuế xuất khẩu, rồi những doanh nghiệp nào có chuyên những cái ngành nghề như thuế tiêu thụ đặc biệt, những ngành nghề nào tiêu thụ đặc biệt các bạn thì nó sẽ có thêm thuế nữa, như là bia rượu á, ví dụ thuốc lá rồi đó, thì nó sẽ có thuế thu nhập đặc biệt. Rồi những ngành nghề nào mà có thuế tài nguyên môi trường nữa, ví dụ như những doanh nghiệp mà bán nước khoáng bạn, nước uống đó, nước khoáng đó, nước uống như LaVie hay là Aquafina đó, thì nó sẽ có thuế tài nguyên đó, đơn giản như thế không? Chúng ta tìm hiểu chung chung như thôi cho bạn hiểu hết toàn bộ cái quy trình đó, quy trình nó chỉ có vậy thôi. Sau khi chúng ta hiểu được quy trình rồi đó, thì các video sau mà các bạn có tìm hiểu chi tiết các bạn thấy nó rất là dễ, tất cả nó đều theo cái quy trình này thôi. Rồi, ta đã xong được cái quy trình ha, sẵn đây ta nói thêm để cho các bạn sau này mà có học chuyên về từng cái nghiệp vụ nữa các bạn sẽ hiểu rõ. Nói về cái phần vấn đề mà cái tài khoản của doanh nghiệp các bạn. Thì hồi trước học á, tôi cũng rất sợ cái việc này bạn. Cái việc mà hay định khoản á, chúng ta không có nhớ được là tài khoản số mấy, 121, 111 hay là 131 ví dụ gì đó. Tôi rất là sợ bạn. Nhưng mà thật ra này nó có cái nguyên tắc hết trơn, chúng ta học theo nguyên tắc là rất là dễ. Thí dụ như là bạn sẽ thấy trên đây màn hình nè. Đó.
sẵn đây tao nói luôn ha, là các bạn mà hay làm báo cáo tài chính á, thì thường chúng ta sẽ có cái những cái bảng này. Nó là bảng gì? Bảng cân đối kế toán, bảng cân đối tài khoản, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ và báo cáo tài chính. Rồi, thì bảng cân đối tài khoản là gì ta? Xin lỗi, bảng cân đối kế toán là gì? Bảng cân đối kế toán là nó sẽ tập hợp những cái tài khoản chúng ta từ 1 tới 4. Doanh nghiệp chúng ta thường là nó sẽ có cái tài khoản là từ 1 tới 9 ha. Rồi, thì bảng cân đối kế toán là nó sẽ thống kê các tài khoản từ 1 tới 4, đơn giản vậy thôi. Rồi, mà bảng cân đối kế toán là dùng làm gì? Mục đích là làm gì? Rồi, mục đích là thống kê cho toàn bộ tài sản của doanh nghiệp, đơn giản vậy thôi. Sẽ thống kê là tao nói gì cho bạn dễ hiểu nè. Nó bảng cân đối kế toán thống kê toàn bộ tài sản của doanh nghiệp chúng ta. Toàn bộ tài sản doanh nghiệp chúng ta. Thì tài sản là do đâu? Tài sản nó là do đây là bạn vô tài khoản 1 với tài khoản 2. Đơn giản vậy thôi. Tài khoản 1 là những cái tài khoản nào đó nó có thanh khoản. Nó có thanh khoản bạn. Nó có thanh khoản rất là nhanh. Còn tài khoản 2 là những cái tài sản nào đó mà nó thanh khoản chậm hơn. Đơn giản vậy thôi. Thanh khoản nhanh là sao? Thanh khoản nhanh có nghĩa là bạn hay quy đổi nhanh sang tiền mặt được, ví dụ như là tiền mặt, tiền gửi ngân hàng gì đó. Nó. Còn hai là những tài khoản là nó sẽ thanh khoản chậm hơn, ví dụ như là tài sản cố định hay là xe ô tô hay gì đó, là những cái đó thì ta gọi thanh khoản chậm hơn, nghĩa là phải không có chuyển sang liền được cái việc tiền mà chúng ta phải đem đi bán rồi đó, từ từ chúng ta mới có tiền, đơn giản vậy thôi đúng không? Đơn giản. Rồi, rồi cân đối kế toán là cái gì? Là cái việc mà thống kê tài sản của doanh nghiệp hết, bao gồm tiền và tài sản khác. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là những tài sản đó ở đâu có, nguồn gốc đâu có, ở đâu mà tự nhiên có tài sản đó, đâu phải tự nhiên mà trên trời mà nó rớt xuống mà có được cái tiền mặt đó, tiền ngân hàng hay là có cái nhà đó, ở đâu có, ở đâu có là chúng ta phải dựa vô đây nè bạn, 3 và 4. Rồi, dựa vô 3 và 4 sẽ chia được cái nguồn gốc của 1 và 2, đơn giản thôi đúng không? Rồi, 1, 2 là tài sản. Một ta còn gọi là tài sản ngắn hạn, hai ta gọi là tài sản dài hạn. Rồi, nguồn gốc của 1, 2 là dựa trên 3, 4. Rồi, 3, 4 là gì? 3, 4 là gì? 3 chính là nợ, 4 chính là vốn chủ sở hữu hết. Rồi, nghĩa là khi chúng ta muốn có được cái tài sản 1, 2 nè, thì một là chúng ta phải lấy từ tiền túi chúng ta, ta gọi là số 4 đó, gọi là vốn chưa. Số 4 này chính là gì? Chính là vốn chủ sở hữu, nghĩa là các chủ sở hữu nó sẽ lấy từ tiền vốn của mình bỏ ra để hình thành nên tài sản 1, 2. Đơn giản thôi, đúng không? Lấy số 4 nè. Rồi, nếu mà nó không đủ thì sao? Chúng ta đi vay. Vay, đi vay thì hoạch toán vô tài khoản nào? Tài khoản 3 này. Vậy thôi. Nó, đơn giản đúng không? Hình dung theo cách này rất là đơn giản. Bản cân đối kế toán là thống kê cái tài sản của doanh nghiệp hết. Tài sản ngắn hạn hay tài sản dài hạn hay là gọi còn gọi là tài khoản mà thanh khoản ít hay là thanh khoản chậm hay là tài khoản thanh khoản nhanh. Rồi, nguồn gốc ở đâu có? Nguồn gốc là do 3, 4, là do chúng ta đi vay. Đi vay là số 3, còn chúng ta lấy từ tiền vốn chúng ta gọi là số 4 hết. Rồi, xong ha. Rồi, cân đối tài khoản là chỉ là thống kiểm tra lại cái tài khoản nó đúng sai theo nghiệp vụ riêng đây. Nghiệp vụ cho kế toán hay là cho bên thuế đó để kiểm tra cái cách mà chúng ta làm nghiệp vụ hoạch toán tài khoản cho nó đúng hay sai thôi, thì cái này nó sẽ nói sao à, cái này nói sao. Rồi, chúng ta sẽ tới cái gì nữa? Chúng ta sẽ tới được cái kết quả hoạt động kinh doanh. Kết quả kinh doanh là gì ta? 5, 7, 6, 8. Rồi, tại sao ta? Tại sao kinh doanh là 5, 7, 6, 8? Thì hồi xưa tôi học gì nè bạn, tôi biết được là doanh thu là 5, 7, chi phí là 6, 8. Như nãy tôi nói các bạn rồi, phân biệt cái nào là doanh thu, cái nào là chi phí. Thì trong đầu tôi đã nhớ rồi là doanh thu là 57, chi phí là 68, vậy thôi. Còn học theo cái mẹo mà tôi chỉ bạn á, rất là nhanh, rất là dễ nhớ luôn. Doanh thu là 57, chi phí là 68, hết. Rồi, ở trên đây là cân đối kế toán là thống kê tình hình tài sản của doanh nghiệp. Còn 57, 68 là thống kê doanh thu và chi phí, hết, chỉ đơn giản như thôi. Doanh thu là 57, chi phí là 68. Bạn nhớ nhiêu cho tôi được rồi. Còn cái nguyên tắc là trừ như thế nào thì bạn lấy tổng tổng số tiền chúng ta kiếm được là doanh thu, trừ cho tổng toàn bộ chi phí, ra được cái gì? Ra được lợi nhuận hết. Nó học nhiêu thôi là được rồi. Lợi nhuận này là ta còn gọi lợi nhuận trước thuế, trừ thuế, rồi lợi nhuận sau thuế các bạn.
trừ cho thuế, thuế này là thuế thu nhập doanh nghiệp ha, ra được lợi nhuận sau thuế hết. Nó rất là dễ đúng không? Rồi thì bạn muốn biết chi tiết như thế nào thì bạn sẽ xem đây là toàn bộ doanh thu, còn bên đây là toàn bộ chi phí. Dễ đúng không? Đâu gì khó đâu, học theo kiểu tôi nói là rất là dễ. Rồi tôi sẽ nói, bắt đầu tôi nói sơ thêm phần mà bạn sẽ học cái này để biết được là tính kết quả kinh doanh. Sẵn nói luôn phần báo cáo tài chính luôn. Doanh thu là gì ta? Doanh thu là những cái tài khoản 57. Năm thì gồm có nhiều cái loại năm bạn. Doanh thu bán hàng hay là doanh thu nội bộ hay là doanh thu tài chính, là như là bạn cho người ta vay á thì bạn được doanh thu tài chính là năm một năm mà. Rồi doanh thu khác ví dụ như bạn bán nhà cửa, bán xe đi, bạn thanh lý á, thì bạn bán thì bạn được 711. Đó, đó là toàn bộ doanh thu của ta. Còn chi phí là gì? Chi phí là toàn bộ chi phí của doanh nghiệp thôi. Chi phí mà bạn mua vật liệu bạn bán nè. Chi phí mà bạn phải đi vay tiền ngân hàng nè. Rồi chi phí mà bạn bán hàng, như là bạn thuê nhân viên bán hàng rồi bạn thuê cửa hàng rồi đó. Rồi chi phí bạn quản lý, như là bạn thuê nhân viên quản lý rồi đó. Ví dụ như là cái công ty chúng ta là có nhiều chi nhánh thì phải có một cái trụ sở mẹ, đó là chi phí quản lý 642 nè. Đó. Rồi 811 là những chi phí khác. 711 là thu nhập khác, còn 811 là chi phí khác. Chi phí khác giống như là chúng ta những cái chi phí khác đó, nó quy định trong kế toán bạn tự đọc thêm. Rồi. Cuối cùng là 821 là thuế. 821 là thuế, thu nhập doanh nghiệp. Thế chúng ta phải tính vô chi phí luôn hả bạn. Rồi thì sau đó cuối cùng mà các bạn sẽ lấy là tổng doanh thu trừ cho tổng chi phí hết. Nếu bạn lấy doanh thu mà trừ chi phí ra được cái số dương thì chúng ta sẽ lời, còn nếu mà doanh thu bạn trừ cho chi phí ra được số âm thì chúng ta sẽ lỗ hết. Dễ thôi đúng không? Doanh thu trừ chi phí nghĩa là doanh thu kiếm được trừ cho chi phí mà chúng ta bỏ ra, nếu mà ra được số dương nghĩa là chúng ta được có tiền, chúng ta sẽ lời đúng không? Rồi còn nếu mà doanh thu mà trừ chi phí rồi số âm thì chúng ta sẽ lỗ, vậy thôi, dễ thôi đúng không? Đâu cần suy nghĩ nhiều. Rồi đó là cái video này tôi chỉ nói tổng quát các bạn, rồi sau này gặp từng trường hợp á, từng cái nghiệp vụ cụ thể thì chúng ta sẽ có hai phần. Sau này á tôi lưu ý các bạn ha, sau này các bạn làm việc á, các bạn từng nghiệp vụ cụ thể á, bạn phải phân ra làm hai cái. Một á là cách định khoản, hai là cần có những chứng từ giấy tờ gì, cái thủ tục á, hay gọi là thủ tục á, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Sau này bạn làm mà từng cái nghiệp vụ á, bạn phải nhớ cho tôi hai cái đó ha. Một là phải nhớ được định khoản nó như thế nào, định khoản là 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8 nè. Hai là phải nhớ được là nó đi kèm theo những cái thủ tục, hay là thủ tục hay còn gọi là những cái chứng từ hay là những cái giấy tờ như thế nào theo quy định của nhà nước. Đó, phải nhớ được hai cái đó, đơn giản thôi đúng không? Rồi thì tôi nhắc sơ lại cho bạn nhớ thôi, để tóm lại để chúng ta kết thúc video này thôi. Còn qua video sau nếu có thời gian á thì chúng ta sẽ vào chi tiết từng phần, như là tới phần tiền lương chuyên đó ha. Mỗi video sau ta làm một chi một phần, như phần tiền lương thì phải làm như thế nào, rồi cần những chứng từ giấy tờ nào, phần quỹ, rồi phần ngân hàng, rồi cái phần kho, phần bán hàng, hợp đồng, phần mua hàng, phần mà doanh nghiệp sản xuất thành phẩm, tài sản cố định, mỗi cái nó đều có nghiệp vụ á, nhưng mà những cái doanh nghiệp mà nhỏ thì chúng ta sẽ gộp hết tất cả những cái đơn giản này cho kế toán tổng hợp hay là kế toán trưởng. Còn những cái doanh nghiệp lớn thì chúng ta sẽ chia làm từng nhân viên cụ thể, như nhân viên này lo kho, nhân viên này lo quỹ ngân hàng, nhân viên này lo hợp đồng, nhân viên này lo công nợ, nhân viên này lo thuế. Các bạn đơn giản thôi đó, nhân viên này lo bên tiền lương, bảo hiểm xã hội rồi đó, nó đơn giản ha. Rồi rồi gì đó bạn video này video đầu thôi, thật sơ sơ chúng ta nắm được khái quát tổng quát một cái doanh nghiệp khi nó vận hành đó, nó sẽ cần phải làm gì, rồi phát sinh những cái doanh thu chi phí như thế nào, rồi cái cách mà để chúng ta định khoản tài khoản là bạn cứ nhớ trong đầu cho tôi là cân đối kế toán là 1, 2, 3, 4. 1, 2 là tài sản, 3, 4 là, 3 là nợ, 4 là vốn chủ sở hữu. Rồi kinh doanh là 5, 7, 6, 8. 5, 7 là doanh thu, 6, 8 là chi phí hết. Còn thêm mỗi tài khoản nữa là tài khoản chính, là dùng để tổng hợp. Tài khoản chính là dùng để tổng hợp à. Tổng hợp hết này. Gọi là 911. 911 là này. Đó, 911 gọi là này. Nó sẽ ghi ngược lại với 4211. 421 này 911. Đó, vậy thôi. Thì từ từ chúng ta sẽ biết.
Rồi kết thúc nha, tôi kết thúc video này ha. Video này cũng tương đối là dài rồi, thì gắng cố gắng là cho các bạn hiểu một cách tổng quát về cái kế toán là trong doanh nghiệp chúng ta cần phải làm gì thôi. Rồi, tôi là Tú Phan, đang dẫn các bạn tới trang web là phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.